Hả? Em ơi, làm nó ngủ đáy quần hôm hôm rồi nè, kẹp cái quần đó rồi sao giờ? Vợ của Thanh Nga kìa, bây giờ đáy ướt hết quần Rồi ai giặt? Rồi đáy ướt quần rồi ai giặt kìa? Ướt hai cái quần rồi đó. Ướt hai quần luôn hả? Còn áo ướt một tấc. Rồi rồi đáy ngủ hôm đáy ướt quần ướt chiếu bây giờ ai giặt nói đây. Có vợ mấy con vợ mà còn đáy quần nữa không nội. Mình bị tới dành nữa. Đáy quần. Đá quá khai rồi. Khai quá khai luôn á. Thằng nào nói thằng nào đái quá khai. Rồi sao rồi? Sao rồi? Mát không? Giờ hết sập thở rồi đó. Thơm thơm tho lại chưa? Không qua rồi. Thơm tho lại hả? Sáng này chắc làm hết hả chú? Nó còn ngủ rồi nãy chú ra chú ăn sáng kêu nó mà nó chưa thức nữa. Cho chờ ngủ một chút đi. Bình thường nó thức sớm lắm mà. Sớm đâu, chắc qua đây thức khuya. Cho ngủ ngủ cho mình nè, qua đây. Để chú bắt cái đèn lên kìa. Này cho sáng. Lâm ơi. Dạ. Sáng rồi thức dậy đi. Ngay lại kìa. Sáng rồi sao mà còn ngủ nữa chàng ơi, thức dậy đi. Rồi, mấy ngủ nè. Bữa nay em ngủ được không? Được. Dạ. Ngủ cũng mộng. Tỉnh như ta sáng sớm mà tỉnh. Ủa sao quên nhẹp trời rồi xuống đâu, ai? Đâu đâu. Rồi xuống ai? Sao? Đừng nó đái quần nha nhỏ. Sớm nhẹp vậy. Ngay. Sao quên nghèo ơi, đáng quần cái gì hả? Ra dự dữ á, ra dự đá nó ướt ngập á. Trời ơi. Cái đâu đó đứng vậy gai phải ướt nước đáy không vậy? Ôi là hồi chết mẹ bởi khai nước đáy. Rồi rồi vậy bởi vì sớm giờ không chịu ra khỏi mùng đó hả? Dạ. Ôi trời, bởi nói sao? Quần rồi. Nói sao bình thường okay. Sớm lắm mà sao giờ này chưa đi ra. Rồi chút làm ơn chút khiếu giặt chiếc chiếu giùm tôi nghe trời. Tại vì có quần nó giữ nó ướt. Đừng giặt. Bộ nhà thường đái lắm hả? Dạ. Thì kiểu này đi coi vợ rồi sao rồi vợ nó biết được rồi nó không chịu thì sao? Bình thường. Sao không mua không kiếm bùa cào nướng ăn cho đừng đái quần này? Thôi ăn bùa cào cho đái không được. Ừ. Còn sao hôm mắc đái sao không thức dậy đi đái đi? Có mắc đái không vậy đều có tội đánh đó đó. Thì sao mà còn đái quần nó uống nước nhiều quá không? Không đâu chai nước suối cũng hết luôn hay gì? Có còn đóng mà sao rồi lại đáy quận dạ còn á mà vợ cũng có rồi cái này ai cuốn mùng ra ai mắc cỡ gì mà kéo cuốn mùng ra ai cái ở trong nó bị ướt không ôi trời rồi cái chiếu nó khơi rình luôn rồi kìa nè nè Nguyên Dũng nè nè đâu, nè đâu. Nè nó cái chiếu màu xanh thì khá nè là thấy không thấy nha mọi người nhưng mà... ê bây giờ dở cái đinh lên dở cái đinh lên dở lên máng vô cái đinh á rồi ok quá trời cô lợm rồi nè cái dũng nước đáy nè nè ướt vô này nè thấy không thấy không không cần thử thử coi cho nó khai khai vậy đó rồi để em đi đây ngồi đây đây ngồi đây phỏng vấn rồi coi sao ngủ mà mất đáy xong thức dậy đáy mâm để đèn sáng mà nó nói gì hả tại rồi mình mất đáy hả ờ cái đáy cho nó mình định là cái gì mình đáy nguội như thế nào đáng thường thường ở nhà có đáng quần hoài luôn hả? Dạ vậy đó. Vậy đó hả? Cái này đi hỏi vợ đẹp luôn rồi trời. Bình thường. Em ơi, làm nó ngủ đáng quần hôm hôm rồi nè, ướt nhẹp cái quần đó rồi sao giờ? Vợ của Thanh Nga kìa, bây giờ đái ướt. Rồi ai giặt? Rồi đái ướt quần rồi ai giặt kìa? Ướt hai cái quần rồi đó. Ướt hai quần luôn hả? Còn áo ướt một tấc. Rồi đái ngủ hôm hôm đái ướt quần ướt chiếu bây giờ ai giặt nói đi. Chắc tôi cần đặt luôn quá. Trời ơi, khai nước đáy gì vậy? Vậy em nói thằng nào đáy khai gì vậy? Khai nước đáy không? Chàng, thằng nào khai đáy khai dữ vậy? Dạ. Ở trà. Em đáy luôn hả? Ok. Nằm ngửa ra coi. Lên banh nha coi, lên nha coi. Đáy quần luôn nhỏ. Chàng chi nói xong ngủ nhắc này. Tủ tới nhắc này mới kêu hoài em thức. Ủa này chàng. Dạ, vợ đánh. Mấy con vợ mà còn đái quần nữa ông nội ơi. Đái một quần luôn đó. Đái quần luôn hả? Sao mất đái sao vậy thức dậy đi đái kìa. Trời vừa mất đái, thức dậy đi đái bình thường mưa mà tôi bình thường. Cái gì? Trời mưa mà đái bình thường. Không phải. Mất đái thức dậy đi đái mà tôi bình thường. Ờ mà sao còn đái quần nữa? Đái vừa quần ít đái lắm. Lâu lâu mới đái làng qua đây ngủ chỗ lạ hả? Ngủ nhà Lê Thanh này chỗ lạ ngủ không được đái quần luôn hả? Đá nhiều lắm hay gì cái quần hết trơn luôn kìa.
không có quần nè. Thấy chưa? Hả? Rồi chiếc chiếu, rồi chiếc chiếu này ai giặt? Cái này có mình là mình bị đá dầm chứ. Đá dầm nữa hả? Rồi có vợ rồi, rồi kiểu này đá dầm sao được? Bữa nào cũng đá ướt quần như sao được? Dạ. Đá dầm hả? Có mua thuốc uống vô không? Có tờ dầm uống vô, hết đá dầm luôn rồi. Rồi. Ngồi vô đây không coi nè, con lộng đá ngủ. Ngủ rồi ngủ đá quần, còn đá quần nữa sao cái vợ? Kìa. Chết luôn rồi. Em báo. Ừ, hay sao? Báo cứu sao nói kèo này. Rồi, rồi tôi hỏi là ai giặt cái chiếc chiếu này nè, chỉ nè. Chắc tôi đem chiếu dùng bờ giặt luôn quá. Ừ, kêu lộm đi giặt luôn đi. Rồi có mền, có bọng, có ướt không, trời gói bọng luôn kìa. Có đâu, thử cái gói coi có bị dính không? Chút cũng đỡ mà không quá. Thử coi. Dính đâu không? Tạo ngủ khai chứ trời. Nào đái mà khai chứ hả? Ngủ rồi đái quần vậy rồi làm sao cứ vợ cứ con vậy được. Mà trời nó hâu quá hâu đi. Thôi qua chỗ khác đi, đừng có dắt lên đi. Thôi để bà đi quay. Thím lại thành thím giặt cho. Ở nhà đái với một mập luôn kìa. Tè lên đầu hay gì mà gãi đầu thử trời. Đâu tôi kêu 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 lên thử coi. Ướt một con quần ướt luôn áo nữa thấy chưa? Rồi cái áo xuống đi. Kêu kêu cái áo xuống. Mà ngủ ở bển thường thường có đái không? Ngủ bển này không. Ngủ bển mà đái đái tự như đái. Ừ, sao qua đây ngủ lại đái quần? Tại nó nhựt lắm vậy. Chắc là chỗ không quen hay vô lạ hả? Thì ma vậy? Tại vì bên đây mắc đá thì dưới đá luôn. À, chắc hôm bữa muốn nước nhiều kìa, đưa nguyên chai nước suối luôn kìa. Tức là còn có chút xíu nè. Tức là uống nước nhiều quá là ngủ cái đêm nó mắc đái. Cái này cũng mới là mình bị đá dằn nữa. Thì mong có mời gặp cô tiên nữ người đẹp này nào không? Không cái này anh đá quần chứ không phải anh bị cái kia. Rồi cái này quay lên con gợi nó thấy được rồi sao? Có sao không? Nó cười vui lắm rồi. Cười vui lắm. Cười thúi đầu luôn. Bởi nó làm sao bình thường thức sớm lắm, bữa nay kêu hoài không ngồi vậy? Sáng kêu thức dậy ăn sáng rồi đó mà không thấy thức đó. Rồi con tiên nó thấy rồi sao? Vợ sắp cưới rồi nó thấy rồi sao mà gãi được? Nó thấy nó định mới bắt đầu nó dầm lại đường. Nó dầm mình làm tao dầm nó. Đá cho nó luôn hả? Nó cười, phải nó khóc mình cười. Vui. Đá cũng vui, đá mùa mà cũng vui nữa. Kéo áo xuống thì rồi gặp nhũ ra kìa. Đó, ướt quần cái áo rồi mọi người ơi. Ướt chiếu trơn rồi, hồi dình. Tối ngủ ngon không? Hả? Tối ngủ ngon không? Tối ngủ ngon. Ngủ ngon bởi uống nước vô, uống trà chua tan. Uống vô ngủ bảo. Uống nước nhiều quá rồi chị mệt rồi ngủ mê man rồi nhẹp dưới đó trơn rồi hồi sáng có thể là hồi sáng có thể bắn dao bắn cá bắn ốc với mẹ chồng luôn kìa đây nè đái ướt hết rồi giờ mà chiếu giờ mùng gói rồi thêm cái giường nữa kìa xách cái giường đi dưới trà cho chú Út kìa được rồi dạ sao trời hồi giờ không có chồng bao sao dạ nó thấm như dán hai ngáy luôn chút rồi. Tôi giáo nó có hai người nó mà giặt luôn. Hử? Trời ơi trời. Hai ơi, cho nó còn không đứa thanh tịnh. Nó không cho nằm mà nó hỏi với nè. Chỗ nó ôm á. Trời ơi, lại ngủ ha, mà làm gồng phun nước luôn ta. Trời ơi. Cái này làm gồng phun nước luôn. Nè. Gì vậy? Chụp mở có tay thang nữa, còn có tay thang nữa. Ờ, chỗ đó hai cái thơm á. Quay lên rồi ấy vợ luôn rồi, chuyến này ở giá luôn rồi. Chuyến này là ấy luôn rồi. Bình thường. Bình thường lắm nhỉ. Chuyến này giá luôn hả? Nó ở giá đâu? Chứ sao? Cứ hờ vô hả chứ. Cứ ai? Cứ thường. Cứ tiền ở thấy đáy quần này sao? Trời nó kêu anh nó thì nó thấm mình nó đá lên cho quần rồi nó dạ mình. Dạ mình đừng cho đáy quần lại hả? Sao dạ được? Nó dạ mình mong móc anh móc đá này anh đi vô là đà cầu đá thằng Hoàng không có đá thằng Bảy Tao. Ông cỡ quá. Biết cỡ chỗ hổ luôn. Lít này tiếu à ra, lít này từ đó giờ rồi không có lộ tự nhiên bữa nay lộ lít đáng quần luôn à. Biết mắc cỡ sau này đừng đáng quần nữa nghe không? Dạ. Bữa hổm ta nghe nói phong phanh rồi mình không có đái nên bữa nay sao tự nhiên đái.
Chuyện đó quá trời luôn không ạ. Sao? Sao làm khắc phục cái vụ đáng quần này mới cứ vợ được quên. Nó vô phòng băng coi lại có được đáng. Thôi vậy. Ờ thêm mua cái tả đi. Dạ bằng tả đây nè. Bằng tả được không? Không. Mọc mình từ để ngủ. Yeah. Mà cái tả là lỡ đáy nó không có bị dính ở ngoài không á. Nhưng mà mất đá mình tự vô đó mình đá mình ra luôn. Ừ chứ đừng có để nó cứng bầu quá nó đáy quần luôn nha. Dạ. Chắc hôm nằm mơ đi đáy rồi đáy quần mà. Dạ không, mất đá thì tự nhiên là ngồi đá lần quần là ra. Chứ đâu có đá lần quần ra trời. Lần đầu tiên nha. Chị quay cô lợm mấy tháng rồi lần đầu tiên mới phát hiện hên ngoài hên đó thôi mình gặp vô cô lợm cái giật quần hoài luôn. Nó có vừa giặt chồng quần chứ. Ờ về đi lấy chiếc chiếu đi ngoài lấy đồ xịt giùm tôi cái đi quay thôi để phơ đằng tối cho nhỏ đi, ngủ nữa. Đi ra tắm rửa thay đồ luôn kìa. Ờ đi ấy đi. Đi giặt chiếc chiếu trước đi. Đi ngồi dậy tắm rửa thay đồ giặt chiếu. Là lấy chiếc chiếu này nè. Nhưng mà xịt luôn. Giặt bàn đồ đặng cái gì đánh răng hả? Thôi đi giờ đi đi coi cuốn chiếu đi, đi ra đó rồi lấy nước xịt rửa giùm tôi chiếc chiếu đi, còn gói để sau đi. Rồi lấy chiếu à? Còn cái gói 3 năm mới giặt. Ờ cái gói 3 năm mới giặt. Gói để lại đây. Rồi bây giờ đi đi. Rồi đi đem chiếc chiếu ra rồi đó kìa, có cái dây nước thì xịt đi chứ không thôi để nó khai. Rồi có cái giò nước mới kìa, rồi không mấy. Này cho bỏ tặc đáng quần. Rồi đem ngoài đi có vòi nước kìa. Trời ơi, nó dính đẹp lắm. Nè rõ ràng không? Chứ khô gì. À. Rồi. Rồi đi ngoài đi. Bây giờ nó khô bớt rồi đó mà còn gì nữa. Quá trời lộn rồi. Quá rồi lộn ơi. Ra trước kìa có vòi nước kìa. Cho cái clip này lên đi cho lộn mà giá quá. Ăn với mọi đi. Chứ mà cứ thả bả sao đâu rồi. Đâu có liên quan gì đâu. Vợ cứ vợ đâu có liên quan gì nhau hả? Nó cứ đây đấy rồi đó có vòi nước đó. À chỉ cho nè. Rồi đây đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Nè máng này đây nè, máng đây nè. Rồi, để đó máng máng vào đây. Máng. Nè cầm để chú chỉ. Nè ông tí cầm tôi coi. Đây để chỉ cho. Chặt tiếp chỉ mai mốt đái rồi tự giặt nha. Rồi. Chặt rồi. Chặt rồi đó rồi lấy nước xịt vô đây. Đừng ướt đầu với thằng YouTube hết. Rồi đó xịt đi. Rồi. Chỗ nào đấy á. Chỗ nào đấy nhá. Xịt đó luôn. Thằng phơ lên mới được chứ. Chỗ nào đấy đó nhớ không? Ở đặt đá quần. Đá quá khai. Khai quá khai nữa. Thằng nào nói thằng nào đấy có khai chứ hả? Thằng nào đấy khai chứ hả? Chắc con chó luôn còn mèo đá quá mà tôi nữa nè. Trời ơi, mèo đái mà cái quần nó nhèm đi đó hả? Chó mèo đâu đây mà đái. Ở bên kia luôn, bên kia luôn, xịt kia luôn. Ờ à, đó, ở dưới xịt luôn đi. Ngủ đái quần. Xịt nước đái xuống xuống quá hả? À. Rồi ấy là đây. Đó, khứ của lộn rồi. Đây, khóa nước lại đây, khóa nước lại đây. Được rồi. Khóa nước lại. Dặn nhiều quá luôn rồi kìa. Rồi đi vô toilet tắm rửa luôn. Rồi để đó đây cho cậy nó chuyển mưa chắc chiều chiều khô. Tới luôn rồi cô lợm ơi. Chỉ có nước mưa chị nổi thôi. Tới không chị cô lợm ơi. Bây giờ làm còn cái còn đỡ đi rồi ra còn lại. Làm ghế nè. Bà giờ thấy cảnh này bà giờ khóc chết luôn. Đủ vậy luôn. Mới qua làm ghế ta đựng buổi một đó mà đái quần. Rồi để đó đi nữa anh ấy lên. Ok. Hoàng hoàng để đứng ngay lại kéo cái áo lên coi cái quần có biểu không? Hoàng đứng ngay đàng hoàng lại coi, đừng có gợi ra, đứng ngay đàng hoàng để áo. Ấy, đừng kéo. Cái gì vậy? Nè. Chết rồi cô lộm ơi, cô lộm. Ước cái quần. Tới cục chị với cô lộm rồi. Rồi đi giọng lấy quần khác vô nhà tắm tắm rửa đây, đặng mình đi quay nữa chứ để quần khác lấy không đi quay thì rất ngọt luôn. Rồi đi vô nè cái. Bọc đầu nè lấy ra đi rồi đi chổng tắm rửa thay đi. Rồi bọc đầu ra lấy một lần ra. Rồi. Lấy đầu đâu đồ của mình. Đầu nào đó, kéo rửa ra đi. Lấy cái quần với lấy cái quần nhỏ đây. Với cái quần nào đó. Cái này của lợm nổi tiếng luôn rồi, quay luôn rồi.
Có quần không? Có không? Có luôn hả? Có rồi, cái quần trà lõn đâu? Có quần trà lõn hay quần sọt? Rồi. Rồi có khăn không? Có khăn đâu? Thì trong mắng chổng hả? Mắng chổng hả? Rồi vô đây luôn. Vô bên tắm luôn. Vô tắm luôn. Quay quay của lộn tắm luôn. Lộ hàng luôn, hàng để bắt đèn lên. Vậy giờ ơi. Rồi đó đi giọng tắm mày, giọng đứng quay không? Thôi tới đây rồi. Rồi. Mai đi chọn tắm cho cô lộ đi. Rồi rồi, ta tắm tử tế chừng ướt, lấm luôn lắm. Lấm quần lên, lấm quần lên. Tắm mình anh không? Tắm anh, gửi đầu ra, thay đầu khác luôn đi tắm rồi đóng cửa lại. Tắm sà bông thơm á ngang. Rồi. Rồi ấy nước từ từ chừng ướt đầu nha. Rồi. Tắm đây tới chiều mới sạch nha. Rồi. Mà sà bông thơm mà có cái sà bông khứ được không? Rồi, tắm đi rồi, chút xíu quay sau. Đó, hết nói nổi luôn. Rồi sao rồi? Rồi sao rồi? Mát không? Dạ hả, sập thở rồi đó. Thơm tho lại chưa? Không tho rồi. Thơm tho lại hả? Chứ đã được chụm có một nước hoa á. Có nước hoa lại. Nước sao thơm tho lại hả? Thơm tho lại rồi. Rồi. Rồi chiếc này đẹp trai lại liền ha. Đẹp trai lạ. Lúc đá quần thì xấu rồi, bây giờ tắm xong rồi đẹp trai. Rồi nó nói chị Hương ơi. Đi chơi đi, đừng có đánh quần trời. Nó nói chị Hương ơi, đừng có buồn, em lỡ đá nhà chị một bữa rồi. Dạ với lo em tắm mà chuyện bữa cũng đẹp. Tại vì đá quần á, là đang lên mạng rồi có mắc khải không á. À. Đang nước lên cũng xấu hổ chứ bộ. Lỡ quá cha. Lỡ hả? Lỡ làm phải không? Lỡ làm. Dạ. Hôm nay lỡ làm một gòn phun nước một bữa thôi nha. Dạ. Lần sau có đáy nữa không? Không. Nghĩ là lần sau. Tự đi. Lần sau tới ị đi. Dạ. Được rồi. Lần sau tới ị đi. Ị dùm này. Rồi vậy thôi. Hôm nay tự nhiên được cái clip này cũng mắc cười quá, quay cho khán giả xem làm đáng mừng thiệt luôn á. Sống của cô Lộm là vậy đó mọi người ơi, em nó khờ khờ. Thì trong cái việc như là vệ sinh cá nhân rồi đó, với lại những cái việc gì trong người đó thì không có biết nhiều ha. Thì bên nhà thì nhờ má tắm cho, rồi cơm rồi đó mẹ đút cho ăn, cũng khờ nhưng mà vui tánh ha. Nhưng mà làm là nó đặt đặt chân của nó là muốn vợ. muốn vợ là giỏi. Ngoài muốn vợ ra thì không biết được gì. Có biệt tài là biệt tài muốn vợ. Đó không? Cô Lộm có tài là tài cô gái đó. Có tài cô gái hả? Dạ. Tài gì nữa? Có tài đái mông nữa. Biết tài. Biết tài có tài đái mùi cho mình nữa. Có tài đái mùi. Đâu mình biết xấu hổ lắm nè. Lỡ lần này nữa, lần sau là hai lần nha. Dạ. Lộn rồi thôi, cảm ơn bà con và quý khán giả theo dõi clip ha. Dạ, anh chào nha. Cảm ơn mọi người. Ủng hộ cô Lộn khờ nha mọi người. Hy vọng cái clip này cũng đem đến cho bà con và khán giả có một cái sự hài hước và vui. Đừng có nghĩ gì hết nha. Tuy nó đáy mùng thiệt, nhưng mà cũng là cái vui thôi. Thôi chào cô Lộn nha. Quá hài luôn.